Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Rồi, sáng mình mới ra cho bồ câu của mình ăn nè mọi người. Rồi, thì hôm nay mình không có ra clip mà về bồ câu mọi người. Hôm nay mình không biết quay gì đó, mình nên đi đặt lẩu ếch kiếm ăn mọi người, rồi mình quay lại cho mọi người xem cho vui chứ có clip đăng lên kênh. Hôm nay mình quay cho chia sẻ cho mấy anh em mới chơi đó cái trứng biển bị đạp mớp mọi người, bị khắc phục thế nào. Tại mình có ăn trứng anh bị bố mẹ nó đạp đó, mà mình dán là rồi, mà mình tại mình thấy cái này cũng đơn giản mà không quay, nhưng mà tại có em kia nhắn tin hỏi mình á, nên thôi mình thấy vậy mình quay cho mấy anh em mới bắt đầu nuôi á coi biết rồi xử lý luôn. Đó, cái trứng hiện tại mình đang gửi cho cặp này ấp mọi người. Đó, trứng là trứng của cặp này. Cặp này đẻ lứa đầu tiên có còn nè mọi người, mà ấp nửa đường thì một trứng thì bị hư, còn một trứng thì nở không được, đó là không ra được con nào luôn. Rồi cái lứa thứ hai là nó đẻ trong cái bội đó mọi người, lứa đậu đẻ ngoài mình thấy vậy thôi để bội luôn, tại bội sâu trong kia, lúc đầu mình làm sâu trong kia mình lấy ra không được. Cái lứa thứ hai đẻ trong đạp bể bể trứng, rồi đẻ trứng thứ hai đó mình thấy vậy mình sợ đập bể nữa nên mình lấy cái đầu mình dứt ra mà dứt không được, nên mình lấy cái liềm buộc cái cây vô tổng, mình móc cái cọng dây rút cho đứt á, mình lôi ra chứ để giờ đập thêm bể trứng thứ hai nữa. Rồi trong quá trình mình lấy ra nó bị mớp miếng mọi người đó, nhưng mình đã lấy băng keo dán lại rồi. Thì mình bỏ cho con này ấp, hồi qua mình đổi có cồn mọi người, rồi hồi tối có em kia hỏi nên hồi sáng mình tranh thủ mình quay clip chia sẻ cho mấy anh em mới chơi biết cách khắc phục luôn. Này cũng dễ lắm mọi người, đơn giản mà, nhưng mà thấy đơn giản mình không có quay, nhưng mà tại có em kia hỏi là mình quay luôn. Cái này dễ, mà này mình cũng thấy ta làm mình bắt chước làm theo. Đây mình lấy băng keo loại băng keo mà của y tế mọi người, tại miếng băng keo này lúc trước mình bị gãy ngón tay út á, cái mình mua mình quấn nẹp á nên còn. Mình dán băng keo này dán ngon lắm nha, dán nó hít nó cứng ngắc luôn. Còn mọi người lấy băng keo điện hoặc là băng keo bằng ni lông, keo trong nữa mọi người, nó dán là cái khúc này nè, nó bo theo cái trứng đó, nó bị hở lên không có sát đó. Vậy khi nào lúc trước mình dán vậy đó, nó bị bung ra mọi người, nó không sát. Khi cho bồ cấp rồi bồ câu ấp á thì đạp sao bung ra. Còn cái này là băng keo giải này, chắc nhìn giống băng keo đá gà mọi người, băng keo đá gà dán không được, này mình dán băng keo của y tế đó, mình bỏ vô nha. Đó, mình dán bằng băng keo đó đó, băng keo đó là nó mình đè tới đâu là dính tới đó luôn mọi người, nó tại bằng vải nó mạnh đó, nó ôm sát vô cái trứng là ngon. Còn bằng băng keo bằng ni lông là không ngon, nó bị ngay cái khúc mà cong cong theo trứng á, bo theo trứng nó bị hở lên, nó có khi nó tróc ra, là lúc trước mình dán tróc ra đó, đơn giản vậy thôi mọi người, không có gì là khó đó. Nó mớp mà nó đừng có xì nước ra nha mọi người, dán mới được nha, chứ nó mớp mà nó lủng lỗ mà nó xì nước ra là hư dục luôn rồi đó, không có sửa, không có khắc phục được đâu. Nó chỉ mớp nhẹ cái phần ngoài miếng á, rồi mà chưa có chảy nước ra, mình lấy băng keo dán lại cho ấp tiếp. Ấp có cồi rồi đó, ấp này có cồi, mình lội qua có cồi rồi. Còn cặp này nó đẻ là lứa thứ ba mọi người. Con này mà cặp này là cũng lâu rồi chứ không phải là chim tơ, nhưng mà mình mới mua con trống về ghép á, là giờ đẻ lứa thứ ba, lứa đầu không cầu, lứa hai cầu yếu, lứa thứ ba thì mình chưa có rọi coi. Đẻ bữa 2 tháng 9 nè, 2 tháng 9 để nay mình coi mấy tay, nay 6 tay đẻ được 4 bữa rồi. Cặp này con trống nó hơi lem cánh một miếng thôi, nhưng mà bự bự tròn đẹp mọi người, thấy tướng bự tròn đẹp không đó. Mình từ ngày sau mình có quay clip mình chia sẻ gì mọi người, mình rút kinh nghiệm mọi người, mình sẽ nói những cái chính trước
miếng chín chút nữa anh em nào mà cần thiết á là coi coi cái chín xong rồi anh em nào thích câu bồ câu nữa thì coi tiếp theo hết clip mình, còn không thích thì mình coi cái quan trọng nhất cái chính của clip á thì mình biết thôi, còn thích thì coi, nó không thích thì thôi chứ để làm mất thời gian của anh em. Thì nãy mình nói cái quan trọng nhất của cái clip này vô chủ đề đó, nhưng đánh vòng không có thời gian của anh em đó, thì không biết khúc nào coi nữa nên khúc đầu mình vô mình nói liền. Lúc trước mình không biết mọi người, trước mình quay cho anh em coi bồ câu trước thì mình mới nói sau, thì khi những người ta không thích câu bồ câu, người ta chỉ cần cái mục đích chính của cái clip đó là chia sẻ về cái gì thì người ta coi được, người ta học theo thôi, người ta biết cách thôi. Rồi khi mình chia sẻ mình nói mình quay bồ câu trước thì khi tới khúc giữa là không biết coi ở đâu, không biết coi cái trọng tâm đó là chỗ nào. Cặp này còn ổ chưa đẻ, cặp này mình nghi là, mình đoán là sẽ rất là lâu luôn mới có cò mọi người. Lứa thứ ba rồi mà đạp mà không biết cách đạp, không biết cách đạp mà leo lưng, leo lên lưng mà đạp cái đít không đạp mà cứ quay vô, quay ngang hông, quay trên đầu gì, quay tùm lum đó, không biết cách đạp mọi người. Người ta con máy nằm vậy phải không, con chóng ta leo lên là ta nằm trên chồng lên đít thôi, đít đầu theo đầu. Còn con này không có, nó nằm tùm lum đó, bay đâu nó nào, đứng đâu nó nằm đó, quay đó, nó quay đít nó quay qua cái cánh cũng có, đít trống quay qua cánh máy cũng có, đít trống quay lên đậu máy cũng có, nó chưa biết cách đạp. Mình nghĩ là sẽ còn mấy đứa nữa mới có cò mọi người. Con này nó đẹp mà nó dở quá, chưa biết cách đạp. Còn cái cặp kia thì lứa đầu có cò liền. Cặp này nó hay nè, con trống này hay nè, biết lứa đầu tiên mà biết làm đúng vậy là hay rồi đó. Mấy con kia nó không biết chỗ nào mà để nó đạp hết á. Còn cái cặp này thì con vàng nó biết ăn mọi người, vàng nó biết ăn mà cái con mắt nó bị đậu, mắt với lỗ mũi đó. Mắt này bị đậu này, bị nó khó trị hơn cái chân mọi người. Cái chân thì mình chỉ việc xức thuốc, tại nó có phần ngay chỗ cái đó da ít á, nên là mình chỉ việc xức thuốc rồi đợi nó khô rồi nó rụng mọi người. Còn ngay con mắt á, ngay cái đó nó có cái lớp da rồi nó ăn tới ngay trong con mắt nữa, nó khó trị, nó sưng lên một cục khó trị lắm. Hôm nay là mình lấy cái kéo á, mình cắt ngay cái cục cái mục mà mục đậu đó, cắt lại sát xuống nha mọi người. Mọi người đừng có cắt, lúc trước thì mình cắt cái chớp, mình cắt lại sát xuống, đừng cái phần trong mục đậu đó là cái phần làm như mà nó cái mình không biết kiểu sao nữa, nó giống như là cái mục gì ở trong mọi người, là mình cắt bỏ cái đó đi, làm cái gai gì ở trong vậy đó, mình cắt bỏ rồi mình tha thuốc vô, rồi đợi mấy bữa sau cái nó sưng lên nữa mình cắt. Phẩm này mình cắt 3 lần rồi đó. Cắt bỏ cái giống như cái tế bào mà gây ra nổi mục đậu gì đó, nó vẫn ăn uống bình thường. Mà con mắt kia mình vừa cắt, mình xức thuốc, mình vừa nhỏ thuốc vô cho con mắt không mọi người. Thuốc mà mình trị mà lem lem mắt á, mình nhỏ thuốc luôn do trị cho con mắt đó, biết mà khắc phục được không. Nghi chắc đuôi mắt luôn ha, nếu mà hên thì còn tốt, phải đuôi con thằng còn con để nuôi luôn, chứ con còn mắt bán ai. Như con này cái chắc không để nuôi luôn mọi người. Cái chân nó bị chân cua nè, mà nay nó sung với nó bự ghê luôn. Con này là hình chập á luôn, bự đã lắm, để nuôi luôn đi. Ngày 4 đẻ 30/4 này, 6 tháng 9 à, 4 tháng mấy rồi, thôi để nuôi luôn rồi. Đó, con này ăn trống nè, cả hàng lẻ. Con này trước ăn trống, lứa này lứa sau. Con này mình nghi con máy quá, cái đầu nhỏ, mỏ nhỏ nè, mà tướng nhỏ hơn nè, nó đang ra lông đầu mọi người, nghe lỗ mũi đó. Con này nghi máy, nghi thôi chứ không chắc được. Mình bán người ta là mình chim con, mình chỉ nghi phần trăm chống máy cao thôi chứ không dám bao mọi người. Bao biết đâu theo kinh nghiệm mình, lâu lâu mình đoán thì có khi đúng rồi, có khi đủ gì sơ sức sai thì tao nói mình lừa đảo nữa. Chim vú này là chim con. Ở cái con này mọi người, con này đạp rồi mà con này
Con chống kinh Trung Quốc nè, đạp rồi mà con máy này nhỏ quá, đạp không được mọi người. Đạp mấy lần không có cầu. Đi lại chim bay tơ nữa mà đạp thì mắc cười lắm, nó leo lên mà nó biết sao con máy chịu không nổi sao nó đạp không được. Mình đợi cho nó đạp vài lứa đi rồi mình ghép với con máy trắng này. Gặp mày ra cặp con rồi nè, con bự rồi nè. Biết mổ ăn rồi. Nó ghép với máy trắng này cho ra con nó bự. Để vú cũng ra được con. Còn đây cặp này con của Tiger người thấy này thay đổi không? Màu này ra khác nè. Cái con đó mình nói trổ ra trắng người thấy không? Ẩm trên đầu lem đem có miếng trắng nè, này trổ ra cánh, trổ ra cái đầu nữa. Con này mốt cũng trổ ra nữa mọi người. Mốt con này sẽ là màu nó khác vậy chứ không phải vậy nữa nè. Nó lớn nó còn khác nữa. Con đen con này biết ăn rồi, con này chắc bố giống mẹ màu đen mọi người. Con này biết ăn mà chưa thấy nó lú con cọng nào trắng trắng ra đó, là con này chắc giống mẹ đen rồi. Đạp cầu rồi mà chưa đẻ lứa kế tiếp. Gặp vàng này cũng còn ổn mà chưa đẻ nè. Mới sàn cát hôm qua luôn mà chưa quét dọn ở ngoài. Đó, thôi mình kết thúc clip tại đây nha. Mọi người xem thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.